Hello, xin chào toàn thể anh chị em và các bác quay trở lại với kênh nhá. Hôm nay em Thanh về được cái lô hàng này. Lô này nó là cái lô loa bán thành phẩm đó, rất là ngon. Đây, em bóc tách ra giới thiệu chi tiết cho anh em cái mẫu này, xem anh em có vào việc được cái mẫu này thì báo em nhá. Con này nhìn bên ngoài hộp chiếc ngon lắm. Video anh chị cho em xin một nút like nhá. Đấy, cảm ơn toàn thể anh chị em. Đây, con này là con loa bán thành phẩm mọi người ạ. Đó thì cái này nó có thêm một nó gọi là cái màng cộng hưởng anh em nhé, màng cộng hưởng, và nó có cái lớp trắng trắng này, nó rất là lạ này. Cái này nó, em không biết là nó lắp ở đâu, nhưng mà em tháo ra cho anh em xem một con nhá. Em có tháo ra cho anh em xem đây. Con này thì nó có 3W thôi anh em ạ, 3W 4 ohm nhá, 4 ohm. Hầu hết là nó sử dụng cho những cái dòng loa cầm tay, như cái dòng loa em ghim hình trên này này, dòng Rode 2 hôm trước em có bán á. Đấy, nhưng mà con này nó làm rất là hay này, trong này mút miếc rất là nhiều đây. Đấy, mút này, thông số của nó như vậy. Đấy, 4 ohm, 3W thì anh em xem nó vào việc được thì mình lấy nhá. Cái màng này anh em đánh thoải mái luôn, đánh thoải mái không bao giờ sợ bị rách luôn. Lát này em test cho anh em móc công suất nhé, móc công suất thì em đo kích thước cho anh em nhá. Các bác về có thể là mình chế cháo, mình thay thế vào cái loa nào ấy thì xem nó hợp lý thì anh em báo em nhé. Đấy, 45 nhá anh em nhá, 45. Đấy, nó dao động 45, vuông 45 nhá, vuông 45. Nó gọi là cụm loa trắng, cụm loa trắng bán thành phẩm. Đấy, chất liệu cái này nó hàn nhiệt. Cái vỏ này ngon phết đấy các bác. Rồi, bây giờ em đi test thử cái mẫu này cho anh em nghe thử nhá. Em không có cái mạch công suất thì em chơi cho em nó là cái con dàn CD như này nhá. Dàn CD này và bắt Bluetooth thôi. Quá đâm ra là nó sát sát ở đây đập nó không được lấy máy, sợ nó đổ anh em ạ. Con cụm loa bán thành phẩm anh em nhé, cụm loa bán thành phẩm đó. Cái này là màng cộng hưởng anh chị nhé, màng cộng hưởng. Thì các bác nào lấy cái mẫu này báo em nhé, giá cho em nó là 50.000 một cái như vậy. Em đo cái kích thước bên ngoài này đã nhỉ, em vừa chưa đo kích thước bên ngoài anh em. Cái nhựa này rất là tốt này anh em, nó hàn nhiệt luôn nhá. Nếu mà các bác muốn bóc loa ra thì phải bóc cái này này, bóc cái mặt trước này này đấy, xong là mình tháo ốc ra thôi. Trong này một đống mút luôn. Đấy, đống bông luôn này. Đấy, rất nhiều bông ở đây. Bông là cần gắn cả keo đây luôn nhá. Đó. Rất là hay. Đây là màng cộng hưởng luôn. Màng cộng hưởng. Thì em đo kích thước ở đây nhá. Chỗ này nó đâu đó là 11 phân này. Chiều ngang đâu đó là 5 phân. 5 phân. Chiều sâu chỗ này khoảng 5 phân. Đấy. Còn cái chỗ này em đo lại cho anh em chính xác hơn này. 4 phần 6 này. Đấy. 4 phần rưỡi này. Đấy, 4 phần rưỡi này, màng miếc các thứ ngon lành, không có rách dưới hết gì anh em nhá. Đấy, 3W 4 ohm. Thì các bác nào lấy được cái mẫu này về chế cháo vào việc gì thì báo em, giá 50.000 đồng một bộ ha. 50.000 đồng một cái nhá. Hôm nay em có cái con đèn ngủ kèm lọc không khí anh em nhé, kèm lọc không khí. Con này rất là chất và giá thành của nó thì nó cũng rẻ thôi.
Con này đến từ thương hiệu hàng hãng của Konka. Đấy, giá của nó có 250.000 thôi. Và nó chất thực sự luôn. Trên này thì đèn này. Đấy, cảm ứng đèn này. On off này. Tốc độ quạt này, ba tốc độ quạt này. Đấy, và đèn và các thứ thay đổi màu. Màu đây nó nhìn rất là nhiều màu, thương hiệu Konka. Mở ra thì trong này sẽ có than hoạt tính và cái phổi nhá. Cái phổi trong này nó sẽ là có cái quạt gió để nó lọc, nó hút ra, nó lọc ra những cái luồng không khí, nó sạch bụi mịn các thứ, là nó lọc qua cái này. Đấy, và nó làm theo thay thế như một cái cây đèn ngủ nữa. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Nhìn sang trọng, chắc chắn, nhựa, chất nhựa của nó là nhựa ABS. Đấy, xịn lắm mọi người, đây này, nhìn nhá. Không phải cái con nào em cũng bảo là xịn đâu, nhưng mà nó xịn thực sự. Mọi người ạ. Anh em có thể tải qua app qua điện thoại để mình có thể tắt bật điều chỉnh gió các thứ rồi qua app nhá. Có một cái app ở đây. Đấy, các bác cứ dí điện thoại vào đây là mình tải app này. Đấy, đây này nhá. Nó có wifi này, kết hợp wifi này, tiếng kêu này. Tiếng kêu mỗi lần mình bấm ấy, nó kêu bút bít 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 đây, và hiện giờ lịch trình. Hiện giờ lịch trình nữa. Còn cái app của nó đây này. Đấy, có cái app đây. Thì các bác cứ tải cho em cái app vào đây nhá. Đấy, nó có mã QR tải app. Rồi, ở đây thì các thứ nó ghi thông tin tất tần tật đầy đủ ở đây. Hàng của nó nguyên hộp như vậy. Đấy, hàng nguyên hộp như vậy. Con này nó đắt lắm mọi người ạ. Ngày trước trên Facebook người ta bán cực kỳ là đắt luôn đấy anh em. Đấy, anh em không tin cứ tham khảo những cái mẫu này đi. Sản phẩm thì nó sẽ bao gồm cho anh em là một cái dây cắm sạc cho nó này. Mình đặt vào phòng ngủ, xong vào vừa làm phòng, vừa làm đèn ngủ này, vừa lọc không khí này, có cả than hoạt tính và màng lọc nữa luôn, tích hợp luôn. Cái này mình cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Bây giờ em cắm thử vào cái củ sạc dự phòng cũng được luôn. Em cắm vào đây cho anh em mình coi này. Đấy, cắm vào củ sạc dự phòng cũng được luôn nhá mọi người. Rồi mình bật lên này. Đấy, bật lên này nó tiếng kêu tinh 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 một phát luôn. Đấy. Đây là mình cần đèn ánh sáng thì mình ấn ở giữa. Còn không thì đây là đèn đổi màu. Đấy, nó đổi các thể loại màu luôn. Các thể loại màu. Và đây là tính năng tính năng gì nhỉ? Quạt đây này. Đấy, đổi màu này. Cái này hình như là về ban đêm này, các thứ này. Đấy, quạt gió đang chạy rồi nhá anh em nhá. Đấy, anh em nghe tiếng kêu vù vù không? Đấy, tiếng kêu nó đang vù vù vù, nó đang lọc anh em nhé. Rồi, nếu mà anh em muốn tải qua app thì đây em sẽ hướng dẫn anh em cách tải qua app. Chị quét mã và tải cho em cái app này nhé. Thì cứ quét đây này, quét cho em cái mã đây này. Mình cứ vào cái phần chụp ảnh thôi. Đây. Đấy. Thì nó sẽ hiện lên cái đường link nhá mọi người nhá. Nó hiện lên cái đường link như này, mình ấn vô rồi này. Đấy, kể cả điện thoại nào cũng được. Thì nó sẽ dẫn đến một cái app như vậy. Mình sẽ ấn vào download thì nó sẽ dẫn đến cái cửa hàng điện thoại của anh em ấy. Store rồi cửa hàng CH Play đấy. Đấy, thì em tải về rồi, mở lên này. Đấy, đây này. Cái này nó có cả hệ sinh thái luôn, nhưng mà mình mới dùng cái này thôi. Đấy, thì đây mình sẽ tắt bật ở đây này. Đấy, bật này, tắt này, bật này. Ở đây thì tính năng thì sẽ có 3 cấp độ gió này, comfit này. Đấy, 3 chế độ gió. Đó, 3 chế độ gió luôn nhá. Gió mạnh, gió nhẹ, đây này. Cấp độ Headlight Gander là mạnh nhá. Còn cái này nó như là dập vần trăng đêm được, tức là ban tối, ban ngày đấy, cần ánh sáng tốt đấy. Còn tiếp theo cái này nó là cái gì nhỉ, nó còn một cái này nữa này, Amino này, nó là một cái gì đó nữa hiện đây này. Đấy, còn bên này thì nó là time giờ nhá, time giờ anh em thêm lịch trình cho nó này, lập lại này, lưu ý thông báo các thứ này. Đấy, thì cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Hoặc nếu mà anh em muốn cần tải qua app hoặc không thì mình cứ để cái kiểu như này. Đây, con này nó đổi màu luôn cho các bác này. Đấy, và mình có thể tăng ánh sáng lên,
đấy, tăng ánh sáng lên 100% cho nó này, rồi giảm ánh sáng đi đấy, thì nó điều chỉnh qua áp được luôn ha. Đấy, điều chỉnh qua áp được các bác nhé. Rồi, một con này rất là tuyệt vời và xịn sò luôn. Đấy, rất xịn sò luôn. Vừa lọc không khí vừa làm đèn ngủ. Đấy, giá trị của nó thì chỉ có 250.000 một con. Đấy, 250.000 một cái con máy lọc không khí kèm đèn ngủ xịn nhá. Chất nhựa ABS nhá. Đấy, nhựa ABS này. Cái này hình như nó làm được là 10k trong. Còn đây nhựa ABS chắc chắn. Cầm nó to như cỡ này này. Đấy, cầm nó to. Giá 250.000 đồng. Tiếp theo thì em lên nhanh cho anh em một cái sợi dây cáp HDMI. Đấy, hàng bao xịn nhá. Nó là Showmax HDMI cạc 4K 60Hz. Đấy, 2.0 nó xuất ra là 4K nhá. Cái này phù hợp cho anh chị em nào á mà lắp vào máy chiếu, máy tính lên tivi hoặc là dùng cho anh em dùng máy camera các kiểu đó. Đấy, hàng nó bao chất như vậy. Rồi, giá 65.000 đồng nhá, chiều dài dây của nó là 1 mét thôi. Đấy. 1 mét. Em áng chừng thôi chứ em cũng chưa đo thực tế cái dây này. Đo luôn cho các bác ấy. Dây là chiều dài dây của nó có 1 mét thôi. Nó xuất ra 4K đấy nhá, hàng bao chất lượng này. Đấy, hàng bao chất lượng, dây HDMI dành cho các bác nào mà chuyên ngành để dùng những cái mẫu dây như này, như máy chiếu và máy ảnh chuyển lên tivi các thứ dùng cái mẫu này. Đó, 65k, 65.000 đồng một cái dây HDMI như vậy nhá anh em nhá. Quá rẻ, quá xịn luôn. Tiếp theo ở đây em có một cái bộ đèn LED trang trí nhá mọi người nhá, bộ này rất là xịn luôn. Đấy. Em mở ra cho anh em mình coi. Cái mẫu này các bác có thể làm bàn LED, bàn để học, hoặc là anh em có thể làm decor trang trí ở góc làm việc, hoặc là góc chỗ nào đó để cho anh em trang trí cho nó chiêu chiêu một chút đó. Thì đây là cái bảng sách hướng dẫn của nó này. Đấy. Nó có cả sang Nhật luôn nhá, nó có cả chữ Nhật luôn này. Đấy, và tất cả các nước. Bên này cũng vậy nhá. Bên này là hướng dẫn kỹ thuật này, lắp đặt này. Đấy, tiêu chuẩn của nó đây. Rất nhiều tiêu chuẩn. Rồi. Một bộ của nó như này, nó sẽ có 1 2 3 khúc và thân của nó như này. Bộ này nó xịn lắm. Anh em làm decor, ui, sờ này. Quá xịn luôn. Đây thân đèn. Đấy, thân đèn to nhá. Thân này là bằng nhôm. Và LED của nó nhá, LED của này nó LED xịn lắm, LED nó không bao giờ bị chói, không bao giờ chỉ bị chói mắt luôn. Cổ đèn của nó đây. Đấy, và có những cái mod chuyển hướng này, tăng giảm này, on off này. Đấy, to nhỏ. Cái này cũng được làm bằng nhôm anh em nhé, bằng nhôm. Đấy, rồi. Các củ thân đèn của nó thì nó sẽ như này. Đấy, nó sẽ có nối khúc và như vậy được. Em sẽ tháo ra cho anh em mình xem. Và nó có thêm một cái đế ở bên dưới cùng như nó. Cái này nó là cái nguồn adapter. Và đây, cái quả đế này nặng vãi chưởng luôn các bác. Nặng thực sự luôn. Quả đế như này. Cái này đế thép hay là đế gang hay là đế nhôm thì em cũng không biết này. Chắc là đế thép thôi. Mình sẽ xoáy vô đây. Rất to nhá, để em lắp ráp vô cho các bác coi. Thông tin ở đây thì DC của nó là 12V 1.5A nhá. LED này. Mà ánh sáng của nó thì nó có các giải như Maxroom là 6500K. Đấy, và ánh sáng của nó là 780 lumen nhá, max. Đấy, lớn hơn ra cái gì đây, 80 gì đó. Đấy, để em xem cái phần chiều cao của nó ở đây xem nó có ghi rõ phần chiều cao không. Rồi, lát nữa em sẽ đo trực tiếp cho anh em coi. Có 3 khúc nhá, 3 khúc và của nó được làm bằng nhôm hết này. Đấy, nhôm hết nha anh em. Bằng nhôm và được phun sơn tĩnh điện, quá xịn luôn. Tay cầm của nó đây. Sau khi em lắp hoàn thiện vào rồi thì nó sẽ cao được đâu đó đang ở cái tình trạng như vậy nhá. Tình trạng như này thì nó sẽ cao đâu đó là 1m25, 1m25 và mình ngửa hết lên như này. Ngửa hết lên như vậy. Đấy, mình ngửa hết như này. Thì nó đâu đó nó cao được là 1m63. 1m63 một cái cây như là vậy nhá.
Đó, thì hầu hết là anh em mình đờ co trang trí mình sẽ đua như này, góc uống trà làm việc hay trang trí gì đó thì anh em sử dụng cái mẫu này. Và đang cắm nguồn ở đây. Trên đây thì nó sẽ có một số cái mod như là on off này và tăng giảm này, tăng giảm chế độ ánh sáng. Đấy, tăng giảm chế độ ánh sáng. Và đây là mình sẽ chuyển các độ chế độ ánh sáng. Đấy, vàng nắng rồi là mình chuyển chế độ ánh sáng đọc sách. Đấy. Ưu điểm của con này ánh sáng của nó là nó không có những cái tia ánh màu xanh thì nó sẽ không làm hại đến mắt nhá. Ngay như cả các bác đang nhìn trên video á là không có hề bị nháy thế nào luôn. Đấy em chuyển chế độ này. Đấy, chuyển chế độ cũng không có hề bị nháy luôn. Đấy, nó cực kỳ là xịn luôn. Thì thân của nó cũng là thân nhôm các thứ này. Độ hoàn thiện của nó làm cực đỉnh luôn. Đấy, rất đẹp. À, ngoài ra thì anh em có thể tháo ngắn khớp ra nhá. Mình bỏ hai cái khớp này đi. Là mình sẽ sử dụng một cái khớp cuối cùng thôi, cuối cùng và mình sẽ nối lên đây. Đấy, nối lên đây được. Đấy. Rồi em đo cái bản LED này cho anh em mình xem nhá. Cái bản LED này thì chiều này nó là gần được 10 phân này, gần được 10 phân. Và cái chiều này đâu đó nó là gần hơn 20 phân gì đó, hơn 20 phân anh em nhá. Rồi, nó ở đây cái đế nó rất là nặng này. Cái đế của nó rất là nặng. Đường kính của nó là khoảng khoảng gần 23 phân nhá anh em nhá, gần 23 phân. Đấy, gần 23 phân. Đây là thông tin của nó này. Đấy, 12V này, các thứ này, tiêu chuẩn này. Ngoài ra các bác có thể hạ thấp xuống được như vậy nhá, hạ thấp xuống được như này. Đó, mình em cắm điện vô đấy nhá. Con này mà các bác nào mà có điều kiện mình xài ở cái bàn làm việc của các bác á. Đấy, các anh em làm văn phòng các thứ mình xài con này thì đúng bài luôn. Anh em có thể đặt xuống dưới bên dưới đất trên hoặc là đặt trên bàn con này cũng được. Đó. Đẹp lắm mọi người ạ. Sờ trên tay cầm nó nặng trịch luôn. Đấy, mình chuyển các chế độ đây, chưa tăng hết cỡ này. Em chưa tăng hết cỡ luôn. Đó thì cái công năng sử dụng của nó thì nó như vậy nha anh em nhé. Các bác có thể tháo rời ra hoặc là mình đưa hết lên cao cũng được luôn. Đó là một cái con đèn của thằng này, nó là thằng Tasonic nhá. Đấy, Tasonic này. Thì anh chị nào lấy con đèn này giá của nó là 650.000 một bộ đèn như này. Để về đờ co trang trí rồi là mình học hành luôn, làm việc luôn. Đó, giá là 650k. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm này nhá. Sản phẩm này thì đơn giản như vậy, anh em nhìn này, nó sẽ có 3 ổ cắm này, 3 ổ cắm điện và 1 2 3 3 chân USB, 3 chân USB để anh em sạc. Đấy, công suất cái này nó là 2.4A này. Đấy, và một con là 18W này, 3.0 này. Hai con 18W này. À, một con 18W và một con 30W. Đấy, em sơ lược qua anh chị nhé. Lát nữa em xem view cho anh em. Đấy, xài điện từ 100 cho đến 220. Đấy, sạc này 30W. Con này cực kỳ là xịn luôn. Và nó có thể điều khiển từ xa qua app điện thoại được luôn các bác này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có qua app điện thoại này. Ở đây là Android và cho hệ điều hành Apple anh chị nhé. Thì em mở view ra cho anh em mình coi. Thì video sau thì em sẽ test thực tế hơn. Con này giá bán của nó, hàng công ty nó giá bán của nó này, 1.300.000 đồng. Đó, 1.300.000 đồng. Như cái hộp của nó làm nó rất là xịn luôn. Chữ là chữ nổi luôn này. Rồi anh em chờ em khui hộp luôn ha. Dây của nó dài, ổ điện dây dài là 2m. Mặt ổ điện cực kỳ là to. Và có những cái giấy chú thích ở đây để anh em đọc, có cả tiếng Việt luôn. Hàng này nó là hàng công ty anh chị ạ. Hàng công ty. Đấy, dây khá là mềm. Dây khá là mềm. Kích thước dây của nó là 2x0.824mm. Đấy là đầu dây của nó. Phích tiêu chuẩn dây chân dẹt 125V. Chân dẹt như vậy. Đấy, rất là xịn sò ha. Dây dài 2m. Có nút nguồn
nó có nút ấm bấm on off bằng cơ. Đấy, bằng cơ Deranpo. Đấy, phích cắm cái phần âm dương thì nó sẽ được che ở đây rồi, còn cái phần tiếp địa ấy thì nó không che, thì nó che cái nhựa ở cái phần âm dương thôi. Ba ổ cắm nhá. Ở đây thì nó sẽ có một chân USB, hai chân USB sạc 2.4A. Đấy, sạc cũng khá nhanh đấy anh chị ạ. Và một chân USB 3.0 sạc nhanh 18W. Và một chân Type-C 3.0 30W. Hàng rất là xịn sò nhựa của nó này. Ui, quá xịn luôn này. Ở đây thì nó sẽ có hai cái mã QR để anh em tải app về mình điều chỉnh trên điện thoại iPhone từ xa. Ví dụ như là con trẻ nhà mình muốn xem TV xem quá thời gian, anh em có thể tắt qua cái này từ xa luôn nhé. Đấy, từ Bắc, anh em ở miền Nam thì anh em tắt ở ngoài Bắc được. Đấy, tức là mình từ xa luôn. Wi-Fi này, các thứ này. Tức là mình đầu vào điện vào thì mình cái con này mình cũng có thể xài được điện 100V cho đến 250V. Đấy, nó sẽ dao động điện đó. Anh em nhìn thấy ạ, 10A max là 10A, tần suất 50/60Hz. Nói sơ qua là các bác biết về điện đó là anh em biết rồi, cái dòng này. Đấy, rất xịn sò luôn anh em. Bản của nó thì nó đâu đó để em đo test thực tế nhá. Một cái bản này. Bản này thì nó đâu đó nó là được 10 hơn 11 phân này, bản ngang của nó này. Và chiều dài của nó là được gần 18 phân nhé mọi người ạ, 18 phân. Đấy, độ dày của nó là 3 phân. Các bác nhìn cái phần nhựa này nó đã thấy nó đã ở chất lượng rồi. Tại vì một cái ổ điện này nó đã đang bán của nó là 1.300.000 đồng. Đấy, anh em biết rồi, đây là cái app để anh em có thể tắt bật on off từng ổ điện một. Đó. Từng ổ điện một. Đây ba cái nút on off. Thì video này em chưa có tải app về thì em sơ qua thôi. Thì các bác có thể tắt được ổ này, nhưng hai ổ này vẫn hoạt động, và tắt một phát ba ổ, tức là ba ổ này nó là riêng biệt hết anh em nhá. Đó. Còn chân USB này anh em sạc thì quá quen thuộc rồi. Ví dụ như các bác cắm này mình có thể tắt bật on off để bật điện từ xa qua máy bơm, máy biết các bác dùng đó, hoặc là trang trại anh em mình cần bật điện lên. Đó, rất là hay. Đây em demo cái hình thức hoạt động của cái ổ cắm này nhá. Có 3 ổ này. Xong rồi đây có 3 ổ USB và một ổ sạc Type-C như này. Rồi anh em có thể điều khiển này. Đấy, nó sẽ báo đây là cái ổ này có điện. Ổ này có điện. Có thể tắt mở từ xa qua Wi-Fi, có điện. Rồi cái này cũng có thể ngắt được luôn. Tắt. Đấy, bật này. Cái này tắt. Này, tắt số 2 này. Có thể hẹn giờ được nhá. Này, hẹn giờ này, lịch trình này, đếm ngược. Đấy, rồi nói chung là rất nhiều chức năng ở trong này. Mẫu này anh em lên cho em là ổ điện Wi-Fi nhá, ổ điện Wi-Fi. Giá cho nó là 400k này. 400k em hỗ trợ các bác phí ship nữa để các bác về trải nghiệm dùng thử nhá. Con này thực sự là quá hiện đại và xịn sò luôn. Đấy, quá hiện đại và xịn sò luôn. Hôm nay em Thanh giới thiệu cho các bác một cái bộ dao này, ba con combo, ba con dao Nhật anh em nhé, chuyên Thái để anh em mình về phục vụ những cái ngày cuối năm sắp đến rồi đó. Thì nó về vỏ viếc nó hộp ọp ẹp tí thôi, nhưng mà em đã định hình lại hộp biết hết cho anh em mình ngon lành rồi. Em đi vào chi tiết cái mẫu này cho các bác nhá. Đây là những cái con dao Nhật các bác nhá, một bộ dao Thái của Nhật. Đây hoàn toàn là chữ Nhật đấy. Đây còn cái này em không đọc được, cái thương hiệu của nó là toàn chữ Nhật thì mình không đọc được. Mới 100% cho các bác, nhưng mà giá cực kỳ là tốt nhá các bác nhá. Yên tâm một điều là giá rất là tốt. Bộ này thì nó sẽ bao gồm cho anh chị em mình nhá là ba cây dao, một cây dao bản Thái lớn. Đấy. Cây dao bản Thái lớn cực kỳ là đỉnh cao luôn, để cho các bác về chuyên Thái cái mẫu này. Đấy, chuyên Thái, Thái thịt bò BG. Đấy, anh. Rồi. Con này chuyên Thái bò BG các thứ này, anh em làm chuyên phở bò Thái thì cực kỳ thích Thái những cái bản to. Tiếp theo ở đây là một con Thái bản nhỏ. Cho các bác chị em phụ nữ chuyên Thái cái mẫu bản nhỏ như vậy. Cán của nó là cán nhựa, cán gỗ nhá. Gỗ này thì em không biết nó là gỗ gì, khấu là khấu nhựa thôi. Thiết kế cực kỳ là đẹp, đẹp mắt luôn. Va và phát ra đứt tay luôn các bạn. Đây là một con gọt trái cây hoa quả này. Đấy, gọt trái cây hoa quả. Đó. Trên đây thì nó đều có những cái vân nhám như này này. Đấy.
đứt tay một tí thôi là rất là sót. Đó, bén cực kỳ luôn. Rồi tiếp theo ở đây này, đây là con bản lớn này. Khi mà anh em cầm dao thì cầm như này thì nó mới chắc tay được nhá, tại vì tay em đang ngượng. Đấy, hai cái ngón này lúc nào cũng phải úp vào đây thì khi mình cầm mình thái miếng nào nó cũng như miếng nào hết. Đấy, bén, siêu bén rồi. Rồi, đó là ba cây dao một bộ. Các bác nào cần cái mẫu dao này thì báo em nhé, giá chỉ có là 200.000 đồng một bộ, 200.000 ba con. Thìa này thìa cà phê. Hôm trước anh em nào chưa mua được thì có thể tham khảo thêm cái mẫu này nhé. Thì đợt nọ nó về có một ít thôi, hôm nay nó về thêm được này. Con này nó là con thìa cà phê của Amazon, nhưng mà nó gia công ở bên Made in China anh em nhé, và bán ở Amazon Mỹ. Bán Amazon Mỹ hàng nguyên hộp như vậy. Em bóc ra cho anh em mình coi thực tế luôn cái mẫu này ha. Sản phẩm này thích hợp cho các bác nào mà hay uống cà phê này, hoặc là làm quán xá nhá. Hàng đẹp lắm, hàng đẹp cực kỳ luôn. Em mở cho các bác coi. Đó, hàng nguyên hộp. À đây, Amazon. Cái này nó bán ở Amazon Mỹ nhá, thì nó sẽ có USA này. Đó, và cái này thì Luxembourg này, ở Mexico này, tức là hàng bán nước ngoài anh em nhé, gia công ở Made in China, Amazon Abad gì đó. Thì đây, một hộp này nó bao gồm cho anh em mình là 6 cây thìa. Đấy, 6 cây thìa cà phê như vậy. Đấy, 6 cây thìa cà phê như vậy. Hàng bao đẹp luôn anh em nhé, dày dẫn nhá. Các bác cho vào mà ly cà phê ngoáy lên thì nó xịn lắm mọi người ạ, nó mang một cái phong cách đặc biệt đấy anh em. Trên này thì nó có khắc thương hiệu luôn. Đấy, nó có khắc thương hiệu ở đây luôn. Và có chữ Made in China luôn anh chị nhá. Đấy, thằng thìa quá xịn luôn anh em. Thì nó sẽ bao gồm cho anh em mình là 6 cây một hộp như vậy. Các bác nào làm quán cà phê thì dùng cái mẫu này đẹp lắm mọi người ạ. Đó, 6 cây như vậy anh em nhá. Quá đẹp luôn, dày dẫn. Bây giờ em đo kích thước áng áng cho anh em nhé. Đây, cái này thì chiều dài. Cái miệng thìa này nó nhỏ để mình uống cà phê, ngoáy cà phê cực ngon luôn này. Nó có 2/6 thôi. 2/6 thôi. Chiều dài của nó này. Chiều dài 19 phân. Đấy, 19 phân. Dày chỗ này chắc khoảng tầm 2 ly đấy. Hơn 2 ly đấy. Đấy, dày dẫn như vậy ha. Đấy, cái đầu thìa của nó cũng dày dẫn luôn này. Đấy. Rồi, ok anh chị nhá. Anh em nào lấy cái bộ này thì báo em này. Một hộp của nó nguyên bản như vậy anh em nhá, nguyên bản như vậy. Giá cho một hộp một bộ như vậy là 6 cây và giá là 95.000 một hộp nhá anh em. Đấy, 95.000 một hộp. Anh em nào lấy thì báo em thay. Hàng bao xịn ấy các bạn. Cầm nắm sờ trên tay sướng lắm. Đây, các bác nhìn này. Đó. Giới thiệu với anh em, đây là một con máy đo nhiệt độ đến từ hãng Lepu, là một sản phẩm, sản phẩm máy đo nhiệt độ của một cái tập đoàn chuyên về đồ thiết bị y tế của bên Trung Quốc anh em nhé, hàng nội địa Trung Quốc xịn. Ấy thì ở đây nó rất là nhiều các tiêu chuẩn này, nó có 99 chế độ nhớ này, và đo cà phê này, tắt này, rồi là chế độ linh hoạt về màu đen ở đây nhá. Đó, và ở trên đây thì nó sẽ mắc bình đo nhiệt độ là 42,9 độ C và dưới của nó là 32 độ C nhá anh em nhá. Con này cực kỳ là ngon. Đó, nhà anh chị nào cũng phải nên có một cái để bắn nhiệt độ trong gia đình nhá. Đấy, bắn nhiệt độ cơ thể trong gia đình. Ngoài ra thì nó có thể bắn được sữa nhá. Đấy, sữa để cho em nhỏ nhà mình uống này. Nhà các bác nào mà đang có em nhỏ thì nên có một cái nha. Con này sẽ sử dụng pin của nó là pin 3A. Sản phẩm này nó không bao gồm pin đâu anh em nhé. Khi mình dở ra thì mình chỉ có máy và một tờ sách hướng dẫn to như thế này. To như thế này để anh em mình tra cứu này. Đấy, tra cứu. Đó, thì em sẽ hướng dẫn sơ qua là anh em biết được rồi. Con này độ chính xác cực kỳ là chuẩn luôn. Đó, em sẽ lắp pin vô vào cho anh em nhé. Còn pin thì nhà em cũng có luôn. Đấy, pin 3A, 2A, hàng pin xịn luôn, alkaline.
em đang thanh lý giá cực kỳ tốt cho anh em mình, lát nữa thì em sẽ chia sẻ luôn cho các bác để lấy kèm đơn luôn. Rồi con này về các bác tự bóc siêu cho em này. Đầu tiên mình sẽ giữ cho nó lên màu đen đèn như này ha. Rồi cách tiếp theo là anh em mình giữ lì, dí vào đây giữ lì cho em đó, thì nó sẽ lên báo nhiệt độ lên nhá. Thì ở đây em bắn mấy lần đơn giản đấy, thì đây nhá, 1 này, 36 này, 2 này, 54,4 này, tức là em đo bắn linh tinh đó. Đó rồi nó có nhiều cái tính năng nữa như này nhá, thí dụ như cốc anh em sốt đi chăng nữa, đi sốt cao đi chăng nữa đi, thì đèn bấm vào đây đấy, đèn nó báo lừ lên, đỏ lừ như này là quá thể rồi, sốt quá thể rồi, anh em phải mang đi viện luôn đấy, mang đi cấp cứu luôn nhá. Ngoài ra sữa các bác cũng đo nước ấm ấm, nước này nước đang nóng, nước sôi đun sôi đấy, anh em có thể cầm như này để đo sữa bao nhiêu độ C là em bé nhà mình uống được rồi đấy, không cần phải nếm nữa, rồi cứ thế mà triển khai thôi. Tiếp tục cái dòng đồ lạnh cũng vậy nhá, lạnh như kiểu là sốt rét lạnh á. Đấy, đỏ rực luôn lên luôn nhỉ. Đấy, đỏ rực lên luôn. Đó thì em dịch ở đây ấy, thì nó có một vài cái rất là hay màu mè các thứ ở đây này, nên là mới phát hiện ra được những cái tính năng của nó. Còn như này nhá, chế độ này. Đấy, 2 này, 3 này. Đấy, nó sẽ nhớ 99 bài, nhớ 99 lần. Ở đây. Đó, 99 lần. Và đây là sữa, đo sữa để uống này. Rồi, con này tính năng cơ bản của nó là để bắn nhiệt độ anh em nhé, nên có một cái trong gia đình, con này đảm bảo hàng hãng xịn xịn cho anh chị em mình. Với cái mức giá em gửi đến cho anh chị em với mức giá có 165.000 đồng một cái, 165.000 đồng một cái, anh chị nào lấy thì báo em nhá, cam kết với anh em là hàng chuẩn công ty, hàng chuẩn hãng. Thì trên tay em đang cầm một cái con bàn phím Bluetooth hàng xịn, hàng xịn, hàng này mà hàng trần nhá anh em nhá, hàng trần, không có cắp sạc và không có dây sạc anh em nhé. Con này thì nó là dòng dây dòng sạc của nó là sạc micro USB. Rồi dòng này nó rất là mỏng, siêu mỏng, dành cho anh chị em mình kết nối những cái điện thoại, rồi là iPad, MacBook các thứ, Windows các kiểu luôn, máy tính đấy, đủ loại. Trên thị trường thì rất ít những cái dòng bàn phím mà dùng cho được cái MacBook ấy anh em nhé. Đây nó có chữ comment này là dành cho MacBook này. Đó thì hàng này nó là cũng là hàng xịn, hàng nhà máy, nhưng mà nó chưa có in thương hiệu ở đây này, như bọn nó in thương hiệu ở đây rồi nó đóng hộp vào là nó ra thị trường là cả triệu bạc một cái con như này. Đấy, sản phẩm này thì cực kỳ là chất lượng nha anh em nhé. Phím bấm thì mềm mại. Bây giờ em thử kết nối cho anh em mình coi nhá. Ở đây nó có nút on off này. Đấy, nó có điện sẵn rồi. Đấy, về nếu hết pin anh em sạc vô nhá. Sạc vô đây này. Rồi bây giờ thì em sẽ thử kết nối qua một con này nó là con máy tính bảng. Đó thì anh em chị em mình cứ vào phần cài đặt thôi, mình bắt Bluetooth lên cho nó, tìm Bluetooth kết nối với nó nhá mọi người. Đấy, mình bật sẵn lên rồi là nó tự kết nối thôi. Đây, cắm sạc vô thì nó sẽ lên nút sạc đỏ nhá, và mình ấn luôn một cái nút connect này. Đó thì nó, trên đây nó sẽ hiện lên cái phần Bluetooth, anh em kết nối vô cho em ha. Đó, đã kết nối này. Rồi bây giờ các bác có thể là chuyển qua để mình đánh phím nhé. Đôi khi các em học á, các em học online cần phải đánh chữ để học hành. Đây thì em thử thế nào. Đấy, chữ rất là ngon luôn này. Viết gì đây ta nhỉ? Bàn phím này. Phím này. Bàn phím này. Cách rất là ngon. Rất là ngon. Đó. Xong cách xuống dòng. Đấy các bác có thể đánh văn bản các thứ rồi. Ở đây. Đấy xong cái này rất là hay để dành cho những cái dòng chuyên về MacBook, iPhone. Đấy, iPhone thì cái này nó sẽ tăng giảm được ánh sáng này. Đấy các bác nhìn này. Tăng giảm ánh sáng này. Mọi người có thể nhìn trên màn hình đây nhá. Đấy, tăng giảm ánh sáng này ở cái nút phần trên dãy trên này này. Đấy rồi tua bài, rồi khóa màn hình. Đấy, khóa màn hình các kiểu này, tăng giảm này, âm lượng này.
Đấy, to nhỏ ở đây hết nha các bác nha. Đó, tua bài, nick bài. Rồi những cái dòng Android anh em cũng dùng được luôn. Đó, rất là hay. Đây em sẽ viết vào đây cho anh em mình coi nhá. Chào mừng anh chị em. Đấy, bàn phím mới này em chưa viết quen. Quay trở lại với kênh YouTube linh kiện Thanh Phạm. Rồi, ok anh chị em mình nha, rất là ok luôn này. Đó, và phím nhấn thì rất là dễ dàng thôi. Đấy, rất mềm mại. Đấy, thì cái dòng như này á là các bác có thể kết nối cho em nó qua TV hoặc là điện thoại. Đấy, hoặc là MacBook. Đấy, rồi là các máy tính để bàn. Đấy, anh chị em mình dùng cái nào anh em cũng dùng được luôn. Chỉ cần việc kết nối Bluetooth thì ở đây mình sẽ chỉnh được cả dòng chữ các thứ này, chữ in đậm này, cái xuống dòng in đậm này, gạch chéo ở đây này. Đấy. Đấy, để mình đánh phần mềm, các em học online cực kỳ là ngon luôn. Quả này nó rất là xịn luôn các bác này. Đấy, quả này rất là xịn luôn. Thì bình thường nếu mà có hết pin ấy thì anh em nhớ cắm sạc pin vào cho em nhá. Đầu tiên thì anh em gạt cho em cái nút nguồn này lên này. Xong là nhấn cho em nút connect này thì sẽ bật Bluetooth cho nó nhá. Đấy, độ hoàn thiện của nó thì cực kỳ là cao luôn. Giá thành thì hàng công ty nó thanh lý cho mình thì giá nó rẻ thôi. Đấy, mỏng te luôn nhá, mỏng te luôn. Em đo tạm thời kích thước, em đo cho anh em mình coi luôn nhá. Kích thước con này chiều của nó là chỉ có gần được 25 phân chiều ngang. Chiều này nó được 15 phân. Đấy, 15 phân. Bản dày nhất chỗ này. Nó chưa được 1 phân luôn này anh em này. Đấy. À đây, 1 phân 2. Đấy, 6 ly. 6 ly anh em nhá, 6 ly chứ không phải 1 phân 2 đâu. Đấy, nó 6 ly. Quá mỏng luôn. Chỗ này thì nó chắc là khoảng 3 phân, 3-4 phân. Đấy, độ hoàn thiện cao cực kỳ luôn. Đây, mình lại bật lên này. 8990 89 này. Đấy, lại mở luôn. Đấy, tức là mình mở khóa bằng màn hình luôn nhá. Mở khóa bằng bàn phím luôn. Thì ở đây em đang có hai phiên bản, một phiên bản màu đen và một phiên bản màu trắng. Đấy, phiên bản màu đen và một phiên bản màu trắng như vậy. Đó. Thì các bác nào lấy cái màu nào thì báo em nhá, để em xem nó còn không thì em chọn màu cho anh chị em mình. Đó, chọn màu cho anh em mình. Còn nếu mà không có thì anh em thông cảm. Đó, mọi người thấy không? Quá ngon luôn. Và đây là xóa đi này. Đó. Rất hay luôn. Rồi, ok các bác, các anh chị em nào mà lấy cái dòng này thì báo em nhá, bàn phím Bluetooth. Đấy, gọi là bàn phím không dây. Giá cho em nó là chỉ có 160k thôi. Đấy, 160k một cái bàn phím không dây như này. Em cam kết với anh em là hàng xịn sò luôn nhá. Nhận hàng anh em được thử test thử thoải mái cho em. Đấy. Đầu tiên thì mình sẽ bật nút phím nguồn lên rồi ấn cái comment, bắt đầu mình vào phần Bluetooth và kết nối với nó là anh em xài được từ điện thoại cho đến máy tính bảng hay là laptop hay TV, anh em đều xài được hết nhé các bác nhá.